Hôm nay đi về tôi mở cái cửa phòng tôi ra, tôi thấy cái mùi gì đấy nó thơm thơm, nhưng mà nó lại không phải thơm ở phòng tôi mà phòng bên cạnh. Thế tôi mới sang thì tôi hỏi là anh em làm cái gì mà vất vả thế. Mọi người bảo là liên hoan phòng. Thế là tôi cũng xin xác nhập vào phòng bên cạnh luôn và liên hoan cùng luôn với mọi người. Cái món là chúng nó ăn ngày hôm nay là cái lẩu đuôi bò, mà tôi nhìn cái nồi nước dùng thì tôi hơi sợ bởi vì nó đen xì. Hỏi bảo là nước dùng thảo dược ạ. Lần đầu ăn cái đuôi bò luôn anh em ạ, cảm giác này nó mềm, xong rồi nó hơi ngậy ngậy với cả hơi mỡ xíu. Nói chung là cái món này tôi không hay ăn lắm, lâu lâu ăn lại cảm giác nó ngon lạ miệng. Ngoài ra chúng nó gọi thêm chân gà, nhưng mà tôi thấy chân gà không ngon nên là thôi tôi không quay nhiều.